Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay đây, mình và các bạn sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với tựa game Cyber Hunter nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ tinh chỉnh một số quần áo, cũng như là chúng ta sẽ thay đổi nhân vật về cái gương mặt một xíu nha mọi người ơi. Các bạn là lâu lâu thì các bạn có thể là đổi cái không khí này. Đây, hướng dẫn mọi người luôn. Ở đây thì anh em có thể thay đổi được rất là nhiều thứ tùy chỉnh liên quan về cái khuôn mặt nha mọi người. Và thật sự là mình thấy là đây là một cái tính năng vô cùng là thú vị ở tựa game Cyber Hunter này. Ok, và đây mình đang chọn màu da này anh em ơi. Màu da thì mình muốn chọn một cái màu nào nó sáng một xíu, chứ còn là không muốn chọn những cái màu da đen đâu mọi người. Và đây, mỗi lần mà các bạn tùy chỉnh cái gương mặt này, sau đó các bạn sẽ lưu lại sau, thì mỗi lần như vậy các bạn sẽ tốn đó là 3.000 vàng nha các bạn ơi. Và đây, anh em có thể là tùy chỉnh được rất là nhiều những cái thứ luôn. Cảm giác kim loại thì mình sẽ cho nó là vừa phải thôi mọi người ơi. Nếu mà cho đậm quá thì nó lại giống như kiểu là người máy này. Còn về cái màu tóc với lại cũng như là kiểu tóc, ở đây sẽ có một vài cái kiểu tóc này đó cho anh em. Ngoài ra thì các bạn có thể là nhuộm màu cho tóc một cách vô cùng là thoải mái luôn. Thế anh em đã thấy là cái tựa game này nó hay chưa ạ? Nó lại hay quá mà anh em. Đây bây giờ thì sẽ xem lựa cái màu tóc nào cho nó ok xíu mọi người ạ. Cho nó lại chân thật một xíu nữa cơ. Riêng cái kiểu tóc này là kẹo lại hơi bị thích rồi nha anh em ơi. Ok, anh em thấy là màu như này thì đã ổn chưa nhỉ? Ui, riêng kẹo thấy là cũng ngon lành cành đào rồi đấy chứ mọi người. Đây, các bạn tùy chỉnh sao cho mà mắt các bạn cảm giác ưng ý thì thôi. Có một điều đơn giản là đây là nhân vật của anh em tùy chỉnh một cách tùy ý luôn. Ok, để mình coi nào mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái mục khuôn mặt này. Đấy, anh em tùy chỉnh được độ rộng hẹp các kiểu như kiểu là phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Sao cho vừa ý các bạn thì thôi nhá. Đây, mình đang điều chỉnh này. Anh em thấy chưa? Đấy, anh em thấy không ưng phần nào thì kéo giãn phần đấy thôi à. Ok, đây là phần lông mày nha mọi người. Lông mày tầm này trông đã yêu chưa nhỉ anh em? Uầy, đây môi này. Trời ơi, anh em thấy chưa? Anh em chơi game này thì kiểu như là chơi cái nhân vật xinh nên là cũng có hứng thú chơi game nhiều hơn mọi người ạ. À, anh em thấy chưa? Xinh gái chưa? Các bạn lại bảo là không xinh gái đi. Đây sẽ là về phần mắt nha. Đấy, các bạn tùy chỉnh cái kích thước này. Mắt to một xíu cho nó đáng yêu mọi người ơi. Và để mình coi nào. Chúng ta sẽ xem cái tổng thể này. Đấy, đủ chất chưa các bạn ơi? Hay là anh em lại bảo là chưa chất vậy? Riêng cái nhân vật mà kẹo thiết kế thì nó lại ngon lành quá rồi mọi người ạ. Và đây chính là thành quả mà kẹo đã tinh chỉnh xong rồi nhé. Đơn giản thôi. Bây giờ thì các bạn chỉ cần nhấn vào trong cái mục 3.000 vàng này và các bạn lưu lại thì các bạn sẽ mất 3.000 vàng nhá. Ok, bây giờ thì các bạn là không phải để cho anh em đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với trận đấu ngay bây giờ. Ủa ấy, what the hell thế nào vậy? Và đây các bạn ơi, kẹo đang cầm phốt chốc hả? Thế thì anh em chờ một xíu nhá. Ok, lên trên này chúng ta đổi qua alpha tự do này. Ui dồi ôi này, ui dồi ôi này, ui dồi ôi này em ơi. Và đây, trong cái video này ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là giới thiệu cho anh em ba cái khẩu súng mà kẹo thấy là ngon nhất ở trong cái tựa game Cyber Hunter này. Đầu tiên sẽ là khẩu súng alpha tự do. Tiếp theo sẽ là khẩu súng Foxtrot nha anh em ơi. Và một khẩu súng với uy lực vô cùng là mạnh mẽ, đó là khẩu súng người phá hủy nha mọi người. Đấy, thì bây giờ là đầu tiên thì mình sẽ xài cái combo súng, đó là một alpha tự do và cộng với một Foxtrot nha anh em ơi. Đây, lái xe thì kẹo đã lái xe quá là lụa rồi. Các bạn là mình cũng đã chơi cái tựa game Cyber Hunter này thường xuyên hơn nên là lái xe có vẻ là nghệ thuật hơn. Ok, ui, thật ra thì dẫn với anh em xíu thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ xuống tạm cái khu này cái đã. Cơ bản là chúng ta sẽ lút thêm xem là khu này thì có thêm nhiều đồ ngon hay không nhỉ. Uầy, toàn là mấy cái đồ rởm rởm mà thôi. Thật ra thì mình đang xài cái combo súng alpha tự do với lại khẩu súng Foxtrot nên là mình sẽ không xài thêm những cái khẩu súng khác nha các bạn ơi.
Xíu nữa thì dùng hẳn cái khẩu súng người phá hủy sau mọi người ơi. Chứ còn là bây giờ là dùng tạm cái combo súng này cũng khá là ổn rồi. Ok, và đây cái thính này thì công nhận là hơi bị xa đây mọi người ơi, nhưng mà không sao đâu. Từ từ rồi là chúng ta chạy qua luôn, chứ ngại gì mà không chạy qua hả mọi người. Ok, chuẩn bị là let's go thôi nào mọi người ơi. Đây, qua tạm cái phía này nha anh em. Đấy, chạy thẳng lên luôn chứ ngại gì. Nào, lên luôn nào mọi người. Ok, cái chỗ này nó hơi dốc một xíu này, nên là khi mà các bạn leo lên nó lại hơi bị tốn sức một xíu nha anh em ơi. Rồi nha, chúng ta sẽ lượn lờ quanh cái khu này con nào. Ok các bạn ơi. Hơi bị chá, đơn giản là mình còn chưa thấy thêm một ai nữa. Sau khi mà hạ gục xong cái bạn đầu tiên thì không biết là bao giờ kẹo mới có được mạng tiếp theo đây anh em ơi. Thế này thì hơi chán rồi. Ok, để coi. Kiểu gì là chúng ta cũng sẽ sớm tìm thấy được thêm những cái người chơi nữa ở trong ván đấu này nha các bạn ơi. Ok, mình đang cố gắng lượn lờ ở cái khu này coi xem là còn ai hay không. Một số anh em phản ánh với mình đó là về cái tựa game Cyber Hunter này thì anh em chơi bị giật lag. Các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉnh cái cấu hình thấp xuống thì chơi mọi thứ nó sẽ ok nhá. Ok, không biết là bây giờ chúng ta nên chạy đi đâu nhỉ anh em. Người đâu chẳng thấy. Đây là một cái điều mà tôi cảm giác hơi chán. Đơn giản là bởi vì làm về cái tựa game Cyber Hunter này, bản đồ của nó vô cùng là rộng, nên là đây cũng là một điểm vô cùng là thích thú. Mỗi tội là kiếm người hơi bị mệt các bạn ạ. Rồi nha. Ngoài ra thì cái liên kết tải game thì mình để ngay bên dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể là tải game và trải nghiệm cùng sĩ kẹo nha anh em ơi. Thôi xong chết dở. Nãy giờ là tôi chạy cái khung ngoài này nhưng mà đậu xanh đâu có thấy thêm một ai nữa đâu. Mệt mỏi ghê vậy. Ok nào. Lượn lờ lên phía trên một xíu coi nào anh em ơi. Người đâu không thấy thì hơi bị buồn rồi. Và trong ván đấu này còn lại 59 người chơi nữa. Công nhận là các bạn ấy bắn hạ nhau cũng nhanh thật đấy. Ok. Nãy giờ thì mình quên là mình không có trang bị ống ngắm 2x lên khẩu súng Alpha tự do. Các bạn là không biết là anh em thấy sao, chứ còn là nếu mà chơi trong cái tựa game Cyber Hunter này, mình cảm giác là 2x sẽ là một cái ống ngắm mà kẹo khá là dễ sấy. Ngoài ra thì có 3x, 4x cũng như là 8x, 6x nữa thì mình cảm giác là sấy nó hơi bị khó anh em ạ. Đấy là về phần kẹo thôi, còn các bạn có thể là thay đổi nhiều cái loại ống ngắm. Và các bạn xem là cái ống ngắm nào có tiêu cự phù hợp với các bạn thì các bạn chỉ cần là lấy nó mà chơi thôi. Vâng, mình vẫn đang cố gắng lượn lờ quanh cái khu này cái đã nào mọi người ơi. Kiểu này thì đào đâu ra người bây giờ chứ lại. Thật sự là mình cũng cảm giác là hơi bị thua một xíu này. Wow, đậu xanh chán quá ta. Lên trên nào xem là chúng ta sẽ có được gì nha mọi người ơi. Wow, chuẩn bị là let's go lên trên luôn chứ ngại gì. Ok mọi người. Chưa thấy thêm một ai nữa cả này, mệt mỏi ghê vậy. Vào đây, úi dồi ôi, mạng thứ hai dành cho xí kẹo nhá. Vừa bảo là không thấy người xong thì lại lên trên này và thấy ngay một đứa này. Ngon cho mọi người. Nãy thì mình cầm cái khẩu súng Fox Chốt thì anh em thấy chưa? Đây là một khẩu súng sấy cực kỳ là phê luôn nha mọi người ơi. Thì nó thuộc loại súng tiểu liên nha mọi người. Còn Alpha tự do thì nó là súng trường rồi. Ok, và thêm một điều quan trọng nữa là chúng ta sẽ phải nhanh chóng kiếm thêm mạng thôi. Chứ còn là từ đầu trận đến giờ mà có được mỗi 2 kill thì hơi bị ít. Đấy là lý do mà kẹo lại vừa biến ra con xe để lái xe. Lái xe đi săn mạng bây giờ mới dễ anh em ơi. Còn anh em cảm giác chạy bộ trong một cái map rộng như này thì bao giờ mới săn được mạng hả mọi người. Ok các bạn, lên tạm phía trên luôn cái đã chứ ngại gì mà không lên. Lượn lờ qua chỗ này coi, và anh em thấy chưa, ở ngay phía trước có ngay một cái thính nha. À đủ, từ từ
Đúng rồi, xuống dưới cái đã, lấy xe và chạy luôn nào. Chẳng nhẽ lại để xe ở lại thì hơi bị phí các bạn ơi. Úi dồi nào, chạy thẳng lên thì có nào. Ok, mình nghĩ là dừng xe ở đây thì đã hợp lý rồi. Đơn giản là mình sẽ canh xem là có thằng nào lượm thính trước hay không, là sấy cho nó xanh mộ luôn. Ok, mình cứ lượn lờ xung quanh mấy cái khu này coi, nếu mà thấy thằng nào thì cho nó xanh mộ luôn. Úi dồi ôi, nãy giờ là mình lượm được toàn mũ giam ngon các kiểu này, các đồ ngon này. Như này thì anh em thấy đã chưa? Có ông ngắm nó xịn hơn là ông ngắm 2x, nhưng mà kẹo không có lượm. Nó là ông ngắm 8x, kẹo không quen với cái việc là sấy khẩu độ với ông ngắm 8x. Mình cảm giác là ông ngắm 2x nó vẫn sấy dễ hơn rất nhiều nên là thôi. Ok, tiếp tục lượn lờ và chúng ta cùng đi săn mạng nào mọi người. Đây, còn lại tận 32 người trên đây cơ, cũng đông mà anh em. Từ từ là chúng ta sẽ kiếm thêm mạng nhé anh em. Wow, đậu xanh người đâu cả rồi ta. Ok các bạn ơi, thế nào mình lại cảm giác game nó lại cứ easy kiểu gì. Chắc là chưa thấy ai cả nên là hơi bị easy. Ok, phía trước này có một cái con xe này chạy cũng khá là chất chơi người rồi đấy. Lên xe và chúng ta sẽ lại tiếp tục săn mạng thế nào mọi người. Wow, đây, mình qua cái khu say mưu này anh em ạ. Ok, tăng tốc vượt trội và cùng chạy thế nào anh em. Cứ chạy qua cái khu đấy đã, rồi chúng ta sẽ tính sau nha mọi người. Đơn giản là mình cũng có hy vọng là khu đấy sẽ có nhiều người hơn. Không là ngày hôm nay là tôi đang nhảy hơi bị sai chỗ. Đâm ra là từ đầu trận đến giờ mới có hai mạng đấy. Nào, tăng tốc vượt trội nào. Đây, phi xe thẳng lên phía trên nha anh em. Úi dồi ôi này, rừng cây lá vàng này, mọi thứ vô cùng là thú vị. Ui, cái xe này phá hủy được cả hàng rào đấy mọi người ơi, nếu như mà anh em đi ở cái tốc độ cao nhá. Ngon lành. Thế này thì quá ổn rồi các bạn ơi, mỗi tội là mình vừa bị mắc kẹt ở bên dưới bánh xe là có cái thùng gỗ thì phải đậu xanh. Thế này thì coi như là vứt xe luôn đi, chứ còn là lượm xe để làm cái gì nữa hả anh em ơi. Kia rồi, ngoài này có một cái con xe mới luôn nhá. Ok, lên xe mới chạy thôi, chứ đi xe cũ làm gì nữa hả anh em. Vâng, và chúng ta đã thấy là đã có sự xuất hiện của dấu hiệu vòng bo tiếp theo, nên là chúng ta sẽ phải nhanh chóng di chuyển thôi mọi người ơi. À, có tiếng chân khá là gần. Phía trên có người anh em ơi. À, đủ đây hả? Thằng này, đây hả? Làm gì vậy? Ok, cán được một mạng đầu tiên nhé. Và mạng thứ ba dành cho xích kẹo này. Hình như là phía dưới đang có người nữa thì phải à? Không biết là kẹo có nhầm hay không, hay là chỉ có một thằng phía trên và mình đã cá nó xong rồi. À đây, đây hả? Đây, cầm alpha tự do này thôi xong. Thôi xong, pha này chú chuẩn bị là xanh mộ anh nhé. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, chạy này em ơi. Các bạn có thể thấy là khẩu alpha tự do này sấy rất là chuẩn, và cái độ giật của alpha tự do cũng khá là thấp. Nên là đây chính là cái lý do mà kẹo liệt kê 3 khẩu súng tốt nhất trong game Free Fire. Nào để coi nào. Các bạn, chúng ta sẽ lượm cái hòm sắc này ở đây cái đã. Đấy, lượm đồ nhanh thôi. Những cái đồ nào mà không xài thì kẹo sẽ vứt đi luôn, chứ kẹo không ngại để lại trong ba lô nha mọi người. Ok, tiếp theo thì Bo sẽ thu tại Angela hả? Chờ một xíu các bạn ơi. Ok ok. Ủa, một thính mới vừa rơi anh em ơi. Kiểu này thì mình lấy xe máy chạy qua thính mới luôn. Đơn giản là kẹo cũng cảm giác là khá là ham thính anh em ạ. Nên là có thính thì mình chạy qua luôn thôi, chứ mình chẳng ngại gì cả. À, có một cái tiếng súng nha, hình như là ở ngay phía bên tay trái này. Ok ok, vòng lại. Vòng lại các bạn ơi, xem là thằng nào vừa bắn súng ở phía bên này. Không chạy ra ngoài này thì anh lại cho chú xanh mộ bây giờ. Ui ui, nhảy xe hơi ngáo nên là kẹo vừa mất một xíu máu nha các bạn ơi. Người đâu? Bây giờ là người đâu rồi hả? Kẹo chưa thấy mọi người ơi. Thế này thì không hiểu sao nãy mình thấy là có một cái ký hiệu ở trên bản đồ. Bây giờ thì... À đây rồi.
Đậu xanh này. Tưởng người đâu cơ đây hả? Úi dồi ôi em ơi, úi dồi ôi em ơi. Sao vậy sao vậy? Và lên bảng điểm số mạng thứ 5 dành cho sĩ kẹo. Alpha tự do sấy vô cùng là tốt rồi các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ lại tiếp tục lên phía trên thôi. Và quan trọng là đậu xanh này, mạng thứ 6 lần này. Cầm phóc chốt thì sấy cũng gọi là cực kỳ là ngon. Nếu như mà anh em sấy ở cái phạm vi gần thì đây sẽ là một khẩu súng gọi là sấy quá là hoàn hảo luôn. Ok, bây giờ thì mình vừa lượm thêm một cái khẩu súng người phá hủy rồi nha anh em ơi. Đây nó là súng điện từ nhá. Đấy, bắn khẩu súng này đam cực kỳ là mạnh, với lại vùng sát thương thì nó lại lớn nữa. Đó là cầm khẩu này mà sấy mấy đứa ở gần thì thôi xong, coi như là chúng nó xanh mộ rồi. Lúc nãy mình đang tính là trang bị cái lõi gì đấy cho nó chất trên người rơi nhưng mà không có trang bị được. Lõi đấy chúng ta chỉ có thể là để được ở cái khẩu súng alpha tự do thôi. Còn cái khẩu súng người phá hủy này chả biết là phá hủy như nào nữa. Phá hủy cực ngon nha mọi người. Ok, quan trọng là bây giờ thì kẹo sẽ đi kiếm mục tiêu và bắn phá hủy cho các bạn xem nhé. Anh em cứ yên tâm đi, với cái combo mà kẹo đưa ra, các bạn dùng thì lấy top 1 nó khá là dễ luôn. Combo thứ hai đây, tức là các bạn chơi hai khẩu súng cùng một lúc với nhau đấy, thì mình đang ghép giữa khẩu súng alpha tự do với lại thì khẩu súng người phá hủy này. Thì hai khẩu súng này kết hợp với nhau cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời luôn. Ok nào, lần nào đây đây. Ngoài này có ngay một cái thính nhá các bạn ơi. Và từ từ đã, mình xem nào, người đâu cả rồi nào. Thôi kệ đi, có lẽ là chúng ta nên lên phía trên thì ở trên cao các bạn sẽ có được một cái vị trí quan sát tốt hơn. Người đâu rồi vậy? Tầm này thì không hiểu sao người đấy hả? À, ok các bạn, đây kẹo chạy qua ngay nào. Người đâu nào? Mày tính chạy với anh cơ à? À đi rồi. Úi dồi, úi dồi, sao vậy? Súng người phá hủy này, súng người phá hủy này. Quên nữa hả? Lại có người nữa các bạn ơi. Ok ok, ngay phía bên hông thì phải nha em ơi. Ui, cái kiểu này là như kiểu bánh mì kẹp thịt rồi các bạn ơi. Đậu xe này, làm gì? Làm gì vậy? Sau tảng đá hả? Coi chừng là vỡ đầu nhé em ơi. Đây ok, chú cứ đứng sau tảng đá đi. Vỡ đầu tí đừng kêu anh nhé. Đậu xanh này làm gì? Làm gì mà căng hả bạn? Ok ok ok, từ từ mọi người ơi. Mình sẽ lên tạm phía trên này cái đã nào. Không hiểu sao nãy giờ thằng nào cứ cắn trộm là hơi bị lâu rồi các bạn ạ. Nên là mình sẽ lượn lờ lên trên này coi, để tìm nó cho nó dễ các bạn ơi. Đâu rồi? Thằng nào vừa bắn anh bước ra đây. Ui, sao vậy? Ở trên này. Ui, đậu xanh bắn gì ghê vậy? Chẳng nhẽ là mình lại sợ bạn quá cơ. Wow, cái đậu xanh người đâu cả rồi này. Hình như là vẫn chỉ có một đứa ở sau tảng đá đấy thôi các bạn ơi. Còn lại thì mình chưa thấy thêm ai nữa cả này. Úi dồi ôi, chắc là kệ nó vậy. Mình lượn lờ quanh cái khu này coi. Khi mà hiện tại vẫn đang còn tận 4 người chơi nữa nha các bạn ơi. Nên là các bạn đã cảm giác là thấy gắt chưa? Cơ hội chiến thắng lúc này của mình chỉ lên đến đó là 20% mà thôi. Đây tất nhiên là sẽ phải cố gắng nhiều để lấy được luôn top 1 ở trong cái ván đấu này. Cầm súng người phá hủy nhưng mà chưa có cơ hội xanh nhiều này. Đậu xanh em ơi. Nào em ơi, bo thu kìa. Chuẩn bị chạy vào đi em ơi. Trước sau gì cũng xanh mộ cơ mà. Anh bảo chạy vào không chịu chạy vào này. Đậu xanh em ơi. Úi dồi ôi, chạy bo hả? Chạy bo này. Mày tính là chạy bo với anh mà dễ à nào, để coi. Lên đây đi em ơi. Đây à, đây à, đây à, đây à. Gì vậy? Vừa chạy vừa bắn nữa cả. Giỏi nhỉ em ơi. Ok, lên bảng điểm số. Mạng thứ 8 dành cho sức kẹo các bạn ơi. Mình xem mình lượm xác nhanh vào. Ok, vào tạm trong bo cái đã. Lúc này thì trong cái vòng bo này vẫn đang còn tận 3 người chơi nữa nha anh em ơi. Tức là ngoài mình ra thì còn 3 đứa nữa. Pha này thì hơi bị căng rồi nha anh em ơi, coi chừng là mất top như chơi nhé. Ok, giờ là còn lại có 2 đứa nữa này các bạn ơi. Đây hả? What the hell, canh ai vậy? Canh ai vậy? Úi dồi ôi, súng người phá hủy này bắn vài viên cái là lên bảng đếm số luôn nhá.
Ngon lành. Kìa kìa. À mình thấy rồi. Thằng cuối kết rồi nha em ơi. Thằng cuối này. Tưởng đâu các em ơi. À, nó vừa xây một cái tường chắn rồi. Hay lắm em ạ. À. Đây đây. Bo thì lại có xu hướng thu về phía nó nhiều hơn nên là ok. Kiểu gì thì kẹo cũng sẽ phải chạy vào lại gần chỗ nó thôi. Đây các bạn yên tâm nhé. Hay là cầm khẩu súng Alpha tự do nào. Cái đầu nó cứ là lấp ló lên cả. Đây mọi người. Đứng tạm đây một xíu nha và ok. Thôi kệ đi. Lên luôn chứ ngại gì. Đó. Mình dựng tường chắn cẩn thận nha. Đậu xe ném ơi. Ui. Né đạn ghê nhỉ. An đủ có vẻ căng đấy em ơi. Ok lên luôn. Thế này. Anh cảnh cáo với chú luôn nhá. Bây giờ anh chuẩn bị là lên là sấy cho chú xanh mộ luôn này. Sao em ơi? Đâu rồi kia hả? Úi dồi ôi, cái đậu xanh này né đạn ghê vậy. À né đạn hay đến nhỉ. Đây đổi qua súng người phá hủy lần này. Đậu xanh này. Bởi vì là anh chưa thích xài súng ngon thôi nha. Chứ anh mà xài khẩu súng người phá hủy, chú nghĩ là chú có bao nhiêu thời gian sống sót hả? Ok bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.